Anh em muốn KYC thì vào cái mục Support Ticket để ấn vào mục Support này, sau đó chọn cái thẻ KYC, sau đó gửi ba bức ảnh nhé, hai cái mặt trước mặt sau của chứng minh thư và một cái cầm chứng minh thư, sau đó attach file, thế là xong, chuyển vào là sẽ ok nhé. Ok anh em, xong.